Khi dân vinh hiển lên Đức Chúa Trời thì sự vinh hiển ấy được trở lại và thuộc về mình. Chúng ta phải ghi khắc trong lòng lời phán rằng không có nhánh cây nào sinh trái được mà không có gốc. Và dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời, Đấng là nguồn của phước lành, luôn ở cùng và giúp đỡ chúng ta mọi lúc.